nhiêu nhiêu rồi đúng không? Cho nên bây giờ mình sẽ làm trắc nghiệm để chuẩn bị cho thi giữa kỳ. Rồi câu số 1, metan có nhiều trong câu A, nước ao, câu B, các mỏ, khí, dầu, than, câu C, nước biển hay là khí quyển. Câu 1 chọn câu nào Thức ơi? Dạ câu B. Rồi, khí metan có nhiều trong các mỏ, mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than. Đúng rồi. Câu số 2 nào, hydrocarbon nào sau đây chỉ có nối đơn thôi. Hydrocarbon nào sau đây chỉ có nối đơn các con? Hydrocarbon nào sau đây chỉ có nối đơn? Thứ nhất là metan, thứ nhì là acetylene, thứ ba là ethylene và thứ tư là etan. Cái nào các con hè? Metan hả cô? Metan. Ok. Ngoài metan nó còn có đáp án khác là etan nữa. Mà cô nghĩ là cái đề này chắc nó cho bị thừa đề ấy chứ. Trắc nghiệm gì mà hai câu đúng dữ vậy. Cái này thôi thì mình sửa thành etan đi các con hè. Etan chính là ethylene. Cô sửa thành etan đi nha. Câu số 3. Dãy chất nào sau đây đều là hydrocarbon các con? Dãy chất nào sau đây đều là hydrocarbon? Dãy chất nào sau đây đều là hydrocarbon? Việc ơi, câu số 3 chọn gì con? Câu D. Câu D chính xác. Hydrocarbon là hợp chất hữu cơ chỉ có chứa nguyên tố C và nguyên tố H thôi, đúng rồi. Câu số 4, phẩn nào sau đây thuộc loại phẩn trùng hợp? Phẩn trùng hợp nha. Phẩn nào sau đây được gọi là phẩn thuộc loại phẩn trùng hợp? Phẩn nào sau đây thuộc loại phẩn trùng hợp các con? Phẩn nào sau đây thuộc loại phẩn trùng hợp con? Câu C à cô? Câu C chính xác. Bây giờ cô hỏi này, phẩn A là phẩn chi? Phẩn A là phẩn chi? Dạ oxy hóa. Rồi còn gọi là phẩn đốt cháy hay là phẩn oxy hóa hoàn toàn. Còn phẩn B là phẩn gì? Đây là phẩn gì? Phẩn B là phẩn gì? Ơi, phẩn B là phẩn gì con? Phẩn B. Phẩn với dung dịch brom. Phẩn cộng với dung dịch brom. Còn phẩn D gọi là phẩn gì? Phẩn D. Đây là phẩn gì con? Phúc ơi. Phẩn thế với clo. Phẩn thế của metan với clo, chính xác. Câu số 5. Thức ơi, đọc đề câu số 5 cho cô. Ơi, đọc đề câu số 5 con. Đốt cháy hoàn toàn không phải A2, không phải 124 lít khí metan đã điều kiện tiêu chuẩn, có được bao nhiêu lượng khí CO2 okay. Cùng điều kiện. Ok, tính và hãy cho cô đáp án. Đoàn tính ra bao nhiêu con? Đoàn ơi. Từ từ cô đang tính. Cô đang chờ con đọc kết quả đó nha.
Cô ơi, Ơi. xe à cô? Ê, đúng rồi. Ở đây á, mình có một cái lưu ý giùm cô nè. Ở đây là lưu ý giùm nè. Khi viết phương trình phản ứng nước cháy là phải tê độ vào Nga. Ở đây có một cái lưu ý, có nhiều bạn là đem đổi cái metan ra số mol rồi tính số mol CO2 đúng không? Sau đó lấy số mol CO2 là nhân cho 22,4 là ra thể tích khí CO2, làm vậy không có sai nha. Làm vậy không có sai nhưng mà răng. Họ cho thể tích CH4, họ yêu cầu thể tích CO2 thì con cứ coi như là thể tích nó giống số mol thôi. Coi như thể tích nó giống như số mol. Số mol thì điền hệ số. Nhớ không? Số mol trên đi điền hệ số của metan trong phương trình là hệ số 1 nè. Hệ số CO2 trong phương trình là hệ số 1 nhân điền 1. Dưới này chỗ một số mol chúng ta cứ coi như thể tích chúng ta cứ coi như số mol thì trên đi điền hệ số và dưới này bao nhiêu lít bằng 0,224 nhân 1 chia 1 là bằng 0,224 lít. Các anh chị học lớp 11 á, thì các anh chị sẽ dùng bảo toàn luôn. Bảo toàn nguyên tố tính luôn chứ không cần phải viết phương trình ra như mình. Cho nên đáp án đúng ở đây là của C. Các con có thể đổi ra số mol rồi các con tính số mol rồi nhân lại 224 cũng được nha, không sao hết nha. Nhưng mà làm đối tượng không nhanh bằng cái bước này đúng không? Câu số 6 Đoan đọc đề rồi cho cô đáp án. Ủa cô mới làm mà chị yếu. Thì thôi chứ kiện cáo chi, câu số 6 con. Trong những chất sau, chất nào đều là chất hữu cơ? Ừ. A, C. Thôi từ từ cô, đừng có đọc đèn. Cái mô. Chọn cái nào đó hà? Đoan ơi. Từ từ cô nghe. Câu 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 D. Câu D chính xác luôn. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Câu A không lấy là vì có NaHCO3 là chất vô cơ. Câu B là không lấy vì Na2CO3 là chất vô cơ. Câu C không lấy là vì CaCO3. Câu số 7 nào chất có liên kết 3 trong phân tử là chất nào? Thức ơi. Chất nào có liên kết 3 trong phân tử? Ơi. Dạ cô C. Ơi, acetylen. Rồi, câu số 8 nào. Phúc ơi, đọc đề câu số 8 để chọn cho cô nào. Phúc ơi. Cấu tạo phân tử acetylen gồm Cái nào? Mấy liên kết đơn và mấy liên kết ba? Bao nhiêu liên kết đơn, bao nhiêu liên kết ba a? Câu Đơn và một liên kết ba hoàn toàn chính xác. Bởi vì công thức cấu tạo của acetylen là nó có nối đôi, nó có một cái nối ba giữa hai carbon. Ok chưa? Và mỗi carbon nó liên kết với một hydro, như vậy nó có hai liên kết đơn và một liên kết ba, chính xác. Rồi câu số 9 là một câu hỏi về lý thuyết ứng dụng. Nhưng mà có giảng trong bài học rồi. Chất dùng để kích thích cho quả mau chín là chất nào? Thức ơi. Dùng để kích thích cho quả mau chín là chất nào con? dạ CH2H4 à cô. Đúng rồi, CH4 ethylene. Ethylene là chất dùng để kích thích cho các loại quả mau mau chín. Và các loại quả chín thì nó cũng 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 sinh ra khí metan, khí ethylene. Câu số 10.
Đọc đề và chọn đáp án, Đoan ơi. Dạ, khí metan phản ứng được với Hai. con C ạ. Đúng rồi, đọc phương trình phản ứng của xem là CH4 cộng với Cl2 khi có ánh Ra sáng. Nhớ. CH3Cl. Ra CH3Cl, đây là đang thế theo tỷ lệ 1:1 cộng với gì? Cộng với HCl. Ok, duyệt. Còn cái khí metan đốt cháy thì khi nãy chúng ta làm rồi đúng không? Yes. Rồi, tiếp tục câu số 11. Bồ nơi. Đề chọn phương án cho cô Bồn. Chất dùng để loại bỏ khí ethylene có lẫn trong khí metan để thu được khí metan tinh khiết. Là ai con? Không ai. À, đúng rồi. Vì sao thế con? Vì sao thế? Vì tác dụng với ethylene. Rồi, vì brom nó tác dụng với ethylene cho nên ethylene nó bị giữ lại ở trong cái bình brom ấy. Còn khí metan là nó không tác dụng brom nên khí metan bay ra ngoài, chúng ta sẽ thu được khí metan tinh tinh khiết. Bây giờ chúng ta sang câu 12. Ơi. Đang đọc câu 12, đang chọn cho cô xem nào. Chỉ cô phải là người khác chứ. Khác được hè. Con đến câu tiếp theo chứ. Không. Đoan, cô gọi ngẫu nhiên mà. Cô thích gọi ai cô gọi, chứ cô có gọi theo thứ tự đâu, khổ ghê. Cô đừng thương con quá. Không, thương chứ vẫn được mà. À, dãy chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hydro carbon? Ừ. Cái mô. Cái Trời mô. ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ồ, quá Cái mô. đáng. Z. Tiền mà. Trời ơi, mà thấy liền được cô. Ôi trời. Tiền mà. Câu à hả? Qua wow, đúng rồi. Con B không lấy là vì răng con vịt. Nói đi nghe. Vì có Na2CO3. Ca2CO3 là chất vô cơ. C2H4 là hydrocarbon chứ không phải là dẫn xuất hydrocarbon. Câu C không lấy vì cả ba chất đó đều là hydrocarbon. Còn câu D không lấy là vì CO2 là chất vô cơ. CH4 là hydrocarbon. Đồng ý chưa? Dạ rồi. Tiếp tục câu số 13. Bốn, làm cô câu 13 con. Nhóm gồm các chất khí đều khử được siêu nhiệt độ cao. Ừ, là cái mô. Câu 2. Wow, đúng rồi, duyệt. CuO là một oxit kim loại trung bình yếu. CuO tác dụng với CO đun nóng là nó ra cái gì đó hè? Tất cả Phúc hè. CO với CO2. Rồi. Tương tự nào CuO cộng với hydro ra cái gì con? CO với nước. Rồi, duyệt. Bây giờ câu số 14. Đoan, làm cô câu 14, đọc đề làm câu 14 con. Điểm 15 đi. Ý Để con 15 đi 10 cô. 14 y đó chứ có khác chi đâu mà khổ ghê. Dạ. Cho 21 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là Ừ, đến đi. để tính là cô. Ừ, cô đang chờ đó.
Cô Ơi sao? à, cô B. Phương trình cô xem nào. Dạ MgCO3 cộng 2 lần HCl ra MgClO2 cộng với H2O cộng Ok. với CO2. Đồng ý. Rồi rang nữa. Tính số mol. Con của ai? Dạ số mol của MgCO3. Rồi đồng ý. 21 chia 84 đúng không? Bằng mấy môn? Đâu rồi cái máy tính đâu rồi? Trời ơi cái con vịt. Để con cô bấm lại giùm con, máy tính hư rồi cô. Trời ơi, cái này là 1 phần 4 là 0 với 25. Mấy? Không phải làm này không phải nấm. Ừ. Từ đó tính về dung dịch của hắn được chưa? Yes. Thể tích dung dịch bằng. Thể tích dung dịch thì bằng. Bao nhiêu việc? Dạ bằng n chia cho cm Ừ, 0,5 chia cho 2 là bằng 0,25 lít. lít. Câu số 15 nè. Tức ơi. Năm cái con. Con. Dạ câu B. Câu B, vì sao thế con? Dạ ba lớp electron tức là chu kỳ 3. Lớp nó còn có 3 electron tức là nhóm 3. Thiệt ra là nói như con là hoàn toàn chính xác. Còn một cách thứ hai nè, điện tích hạt nhân là 13 cộng. Tức là nó sẽ ở ô số 13. Mình có bảng hệ thống ra cái ô số 13 là chu kỳ 3, nhóm 3, nói như con á. Nếu như chúng ta không có bảng thì phải làm như con. Mà khi đi thi mình dở bảng ra nhìn nữa thì lâu đúng không? Đúng. Thi mà dở bảng ra mà nhìn á thì lâu cho nên làm như con, 3 lớp là ở chu kỳ 3. Lớp mình cùng có 3 ở trong ở nhóm 3, được chưa? Đây là vì các con học chỉ xét nhóm chính thôi. Rồi bây giờ chúng ta sang cái phần tự luận. Phần tự luận của chúng ta. À, trong các trường hợp sau đây. Rồi. Đọc phương trình cô nghe nào Đăng ơi. Dạ Titan tác dụng clo khi có ánh sáng. Metan tác dụng với clo khi có ánh sáng hả cô? Anh tác dụng clo. Dạ CH4 Cộng cộng CL2. đây là chưa rồi. Dạ cho ra cho ánh sáng. Dạ Rồi CH3CL CH3CL. cộng với HCL. Ok, duyệt. Phản B nào, đốt cháy acetylen. Thức ơi. Viết phương trình con.
Dạ, 2C2H2. C2H2. Ok. Cộng cho là bao nhiêu? Dạ 5O2. Ừ, 5O2. Đúng rồi, mũi tên tê độ nha. Viết cái trên, dạ, mũi trên mũi tên nha. Rồi, ra gì con? Dạ 4. 4. 4CO2. 4CO2 và 2H2O. 2H2O đúng rồi. Phần tiếp theo cho acetylen tác dụng với lượng dư dung dịch brom nghe, dung dịch brom dư nghe. Đoan. Cho acetylen tác dụng với lượng dư dung dịch brom. Acetylen tác dụng với gì cô? Đúng. Len tác dụng dung dịch như brom hả? Brom dư đó nghe. C2H2. Công thức cấu tạo. Công thức cấu tạo chứ viết công thức kia là nhiều khi bị trừ điểm đó nha. Phải viết cái đó luôn á cô ạ. Ừ. Acetylen cộng brom dư. Giá gì đây không biết. Ra là C2H2 brom. Trời ơi, cái con vịt này thì cô muốn quấn nó ghê. Ủa chứ nó là viết công thức cấu tạo cơ mà. Đây á, CHBr2 gạch CHBr2. Chứ CH2Br4 thì nó làm chi. Mà vì đang không được viết theo kiểu nó rất cuộn. Cô nói coi con là viết mà viết theo kiểu kia thì cũng không có vấn đề chi nếu giáo viên họ không bắt bẻ nha. Chứ còn nếu bắt bẻ thì các con sẽ bị trừ điểm là chuyện bình thường. Nhiều chuyện quá đi, biết sao dùng được rồi. Trùng hợp ethylene. Thức ơi, đọc cô phương trình trùng hợp ethylene. Phương trình trùng hợp ethylene con. Dạ. Khai triển giống như trong sách giáo khoa của con hoặc là viết dạng thu gọn. Không biết mất cô ấy. Quên mất cô. Quên rồi hà, đây nè, phản trùng hợp. Trùng hợp ethylene đây nè. Đây, 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 đây. Khi nãy mà cô nói với các con, đây, đây. Đây chính nó, đây chính là phản trùng hợp ethylene. Nối đôi biến thành nối, nối đơn. Và cái điều kiện của phản là mình điền vô nhiệt độ áp suất xúc tác. Rồi, vui lòng nhớ giùm cô nghe khi viết là cái dấu gạch đây nè. Cái dấu gạch mà cô bôi đen đây nè. Cô bôi đen thấy chưa? Là các con viết là cho nó đè lên cái dấu hoặc đơn nha. Dấu gạch gạch mà cô bôi màu đen đó là các con viết nhớ cho nó đè lên cái dấu hoặc đơn. Dạ, yeah, viết lớn ra ngoài dấu hoặc đơn luôn. Nhớ ý. Tấn ra ngoài dấu hoặc đơn dùm cho cô luôn nha. Vì làm trong Word á, không có viết lớn ra được cho nên phải vậy. Cái hoặc đơn này nó, cái dấu gạch này nè, nó phải nằm giữa giữa cái dấu hoặc này. Thòi cả trong và ngoài nó mới đúng. Rồi, tiếp tục câu số 2. Các con xong bằng câu số 1, mình sang câu số 2 được chưa? Câu số 2 của chúng ta như sau. Học đề câu số 2 làm cho cô Bôn ơi. Bôn ơi. Dốc trái không? Toàn 5,6 ethylene. Hãy tính thể tích khí oxy và thể tích không khí cho phần lớn. Ừ. Ý là oxy chiếm 20% thể tích không khí. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Ok. Rồi con làm đi coi nào. Làm xong rồi trình bày cách làm cho cô xem nha.
hoàn toàn 5,6 lít khí ethylen hãy tính thể tích khí oxy và thể tích không khí cần dùng cho phản ứng. Viết rằng oxy chiếm 20% thể tích không khí. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Rồi. Hello, hello. Bố nói xong chưa con? Xong chưa con? Bố đây, bố nè. Bài được chưa con Bôn? Đang làm quá. Đời nắng với con đường vắng, phía sông nói thầm nắng. Dạ, văn hóa nó còn ấy chưa? Văn hóa nó ghi video chưa? Video nộp cho cô đi quá. Ghi xong đi đưa sang mày chỉnh hết cho. Dạy con Phúc ơi, phương trình con viết đừng có đổi ra theo số môn làm chi nghe, mình để nguyên thể tích mình tính luôn cho nó lẹ chi. Tính vậy thôi. Phúc ơi, phương trình viết xong chưa con? Dạ cô. Học cho cô cái phương trình với nào. C2H4 cộng 3O2. 3O2 đúng rồi. Rồi cô chút xíu nha. Rồi tạo thành gì con? 2CO2 CO2 cộng với 2H2O đúng chưa? Rồi. Tính oxy đúng không? Rồi điền chỗ này, điền số mấy đây con? 5,6. 1 đấy chứ. 1 rồi 3 nè. Rồi dưới này mới điền 5,6 lít chứ. Hả? Coi cái thể tích nó giống số mol luôn. Cho nên mình cũng không cần đổi ra nữa vì hắn bắt tính thể tích luôn mà, hắn bắt tính thể tích khí luôn mà. Mà khí với khí thì như nhau hết. Rồi đây. Rồi. Vậy thể tích khí oxy cần dùng là nhiêu con? Thì cần dùng là mấy con? 16,8. 5,6 x 3 chia 1 đúng rồi.
là bằng 16,8 lít. Rồi thể tích không khí thì sao? Thể tích không khí cần dùng thì sao đây? Mười sáu phẩy tám rồi đang nữa nhân 20%. Đâu không khí chiếm oxy ở chứa oxy chứa không khí. Không khí. Ừ vậy không khí nó phải nhiều hơn chứ. Bây giờ con lấy con nhân 20% lấy thể tích oxy nhân 20% nó ra số nhỏ rồi còn đâu nữa. Nhân cho 80%. Đâu. Là oxy không khí gấp mấy lần oxy con nhớ đó giùm cô cái không khí gấp mấy lần oxy. Okay. Năm lần. Ừ vậy nâng năm lên nữa là xong đi cho khỏe. Thay vì viết nhân năm là cô sẽ viết nhân trăm chia 20 đó. Nhân trăm chia 20 ấy. Thay vì viết nhân năm là viết trăm nhân trăm rồi chia 20 đấy đấy. Đồng ý chưa? Lỡ lúc đó không nhớ là lấy nhân 5 lần cho cô. Để tích không khí gấp 5 lần. Bao nhiêu lít con? Bốn, ra mấy con? Bốn. Mấy lát rồi răng nữa trời. Thôi con ra kết quả nhiêu con? Thì tích không khí ra bao nhiêu lít đây? Con cũng đang tính câu nữa đó cô. Trời ơi. 84 con. Ừ. Con đã mất máy tính rồi, con còn chạy như nỗi đau con nữa. Bây giờ câu số 3 tiếp theo nha. Nhớ nghe, điện yêu cầu tính thể tích khí luôn cho nên là cô không thèm đổi thể tích metan ra số mol. Bạn nào ưng đổi thì đổi nghe, không có gì sai ấy. Nhớ là khi tính với toán thể tích thì chúng ta coi nó giống như số mol vậy đó, điền hệ số. Rồi câu số 3. Bây giờ là câu số 3. Chi mà nó nhảy dễ sợ chứ. Chi mà nó nhảy sang đề 2 rồi đó chứ. Rồi câu số 3 nè. Thức đọc đề rồi làm cô câu số 3 Thức ơi. Khi cho hỗn hợp khí metan và khí ethylene ở điều kiện tiêu chuẩn đi qua bình đựng dung dịch brom thì lượng brom phải đang phản ứng là 8 gram. Khi nào trên đã phản ứng với dung dịch brom và khối khí và khối khí hơn khi đã phát hiện là bao nhiêu? Ok, rồi làm con nha. Làm xong rồi trình bày với cô nè. Họ hỏi câu gì là mình trả lời câu đó nghe. Họ hỏi câu gì là mình trả lời câu đó nghe. Dạ, khi đã phản ứng ở trên với dung dịch brom là khí ethylene. Đúng rồi, khí đã phản ứng với dung dịch brom là khí ethylene. Sau khi nói xong con phải viết phương trình chứng minh nha. Nhớ nghe. Phải viết phương trình phản ứng chứng minh ra nghe. Và lúc này là nó tham gia phản ứng cộng. Rồi. Rồi câu B để hỏi là khối lượng khí đó đã phản ứng là bao nhiêu. Giờ mình làm sao? Dạ tính số mol của brom phản ứng. Ok. Nhưng mà cô giờ cô cũng không muốn tính số mol luôn, nói thiệt luôn. Cô có tính theo khối lượng đi. Ở đây nè, cô có mà lớn anh chàng đi 28. Mà lớn này anh chàng đi 160. Để cho anh chàng đi là 8 gram nè. Rồi cô tính anh đi được không? Vì có một phép tính chứ mấy. Vì sao điện có một phép tính chứ mấy. Cô cũng làm biến, cô không đổi ra số mol nữa. Vậy cô tính được khối lượng ethylene đã tham gia phản ứng. Khi nào mà có nhiều chất phản ứng á, thì lúc đó là mình đổi ra số mol cho nó tiện. Chứ còn ở đây thì nó chỉ có một chất thôi cho nên cô để khối lượng cô tính luôn. Rồi, khối lượng ethylene đã tham gia phản ứng là mấy à? Thức? 1,4 gram. 8 nhân cho 28 chia. Nhớ là khối lượng thì mình phải điền mà lớn nha. 24 gram hả con? Ủa? 1,4. Luôn mới nghe đọc xong rồi mà cũng quên nữa.
Vậy khối lượng ethylene đã tham gia phản ứng là 1,4 gam. Nhớ nha. Ở dưới đây cho khối lượng thì trên đi điền mà lớn nè. Khối lượng thì điền mà lớn, nhớ nha.